Xin chào toàn thể anh em. Ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp lại làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D như xuyên bài và kính Nhật Bản và kính hộp gỗ Mỹ như xuyên bài. Đây là những cái sản phẩm là rất là bền và ok để các em chơi bài bịp. Thì với cái sản phẩm này, anh em đến bất kỳ cái sòng sới bài lá là anh em cần luôn cho tôi bộ bài và đeo mắt kính áp tròng, anh em nhìn bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy, như chơi bài ngửa anh em nhé. Khi mà anh em chia như bài ngửa thì anh em sẽ giành chiến thắng 100% trong môn bài lá rồi. Thì đây là cái kính Mỹ 9D như xuyên bài này. Đấy, cái cấu tạo bên trong của kính này sẽ bao gồm một cây đeo kính và một bộ mắt kính. Đấy, một cặp mắt kính, mắt len. Đây là cái cây đeo của nó này. Cái này thì rất dễ đeo, dễ sử dụng thôi. Thế thì trên mạng nó rất hướng dẫn rất nhiều cách đeo kính áp tròng này. Cái kính này là được cấu tạo từ silicon lụa cho nên nó rất là êm, đeo êm mắt, không cộn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Đây, em sẽ lấy cho anh em xem này. Đây, rất là mỏng anh em nhé. Anh em là đeo, anh em thì để lên cây đeo như này. Đấy, chiều quan trọng anh em nhé. Đây thì trong đây nó có hai cái kính, mình sẽ lấy được hai cái em cặp này. Đấy, khi đeo thì anh em để cho tôi vào cái cây đeo này. Đây, tôi sẽ để lọ ra đây. Đây, anh em nhìn nó rất là mềm luôn, đeo êm mắt mà nhìn bài siêu nét luôn. Đấy, cái kính này nhìn màu như này thôi nhưng mà khi áp vào mắt thì nó sẽ trùng với màu mắt anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ thử cho anh em cách nhìn của cái kính này, thì khi mà đeo mắt thì nó sẽ nhìn như nào. Tôi sẽ dùng cái kính thử này. Đấy, tất nhiên là cái kính thử thì nó sẽ không bằng cái kính khi anh em đeo mắt rồi. Tôi cho vào cái camera của điện thoại tôi đang quay, tôi sẽ cho anh em xem nó sẽ nhìn cái bài như nào. Thì đây, với một cái bộ bài xanh 2K như này. Đấy, thế bài khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như bình thường, như một cái bộ bài bình thường. Đấy, nhìn nó như một bộ bài bình thường như này. Nhưng mà khi đeo kính vào thì nó sẽ nhìn thấy số ở mặt lưng này. Thì bên trong tôi bài có rất nhiều loại bài. Bài như các bạn nhìn này, bài rồng đỏ này, rồng vàng này, bài trắng này, bài đô la vàng, đô la trắng này, bài xanh 2K như này, đây bộ xanh 2K này, bài nước ngoài, bài nhựa. Đấy, rất nhiều mẫu bài để anh em lựa chọn nhé. Bây giờ tôi sẽ đeo kính thử vào, bắt camera để cho anh em nhìn thấy xem khi mà đeo kính vào thì nó như thế nào nhé. Đây, đấy, anh em nhìn đây, khi mình đeo kính cam vào thì nó sẽ như thế này. Đấy, đây là con gì này, con 10 là hình móc chìa khóa này. Đấy, con 9 là hình dấu cộng này, nhìn rất là nét luôn này. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này, đấy, K này. Và đặc biệt cái này nó kể phân biệt cả chất. Đây, anh em nhìn này, con bích thì nó sẽ không có cái đánh dấu chất, nhưng sang đến con này là con cơ này. Con cơ nó sẽ đánh dấu có cái phần ở bên phải này, con cơ. Đấy, còn con rô thì sang phần bên trái nhá anh em nhá. Đấy, nhìn thấy cả chất này. Đấy, 10 này, 9 này, 8 này, 7 này, 6 này. Thì tôi sẽ tìm cho con cho anh em con rô nhá. Con rô đánh số đây, con rô lại đánh số sang bên này này. Đây là con rô, đây là con bảy rô này. Đấy, nhìn thấy cả chất, anh em rất là dễ chơi luôn. Thì khi mà bỏ bài ra thì nó như này, bình thường này, bài bình thường này. Đấy, đeo vào này. Đấy, nhìn số chưa. Thì khi anh em đeo kính một cái kính áp tròng thật này của nó mà anh em áp vào mắt thì nó sẽ nhìn rõ gấp 10 lần khi tôi quay video. Đấy, anh em lưu ý như vậy nhé. Thì với cái sản phẩm này thì bên mình có những cái kính như là những cái kính hộp gỗ Nhật Bản này chơi rất là ok này, giá cả nó sẽ rẻ hơn một chút. Và kính Mỹ hộp gỗ này, đấy, cũng đeo rất là ok luôn. Cái trụ sở thì mình có hai trụ sở chính là Hà Nội và Sài Gòn, thì các bạn có thể qua trực tiếp để mà test hàng. Còn các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường bưu điện để cho các bạn dùng. Đấy, còn về cái mẫu bài các bạn có thể nhìn đấy, rất là nhiều mẫu bài. Các bạn ở nước ngoài hay chơi những bài nhựa Hàn Quốc, Nhật Bản thì có thể đặt bên nhà mình làm nhé. Đấy, với những cái bài loại bài sơ này, bài loại nhựa nước ngoài này. Đấy, thì anh em có nhu cầu thì anh em alo trực tiếp cái số điện thoại trên hình này nhé, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Vậy mình thì làm trong cái đại lý lớn phân phối về đồ cờ bịp này, trong tất cả các dòng sản như máy đánh bài hay là quần áo đổi bài hay là mọi thứ liên quan đến đồ bịp, bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa. Anh em có nhu cầu mua hàng thì alo nhá. Cái video tiếp theo thì mình sẽ quay cho anh em cái video đó là cái máy đánh bài mã vạch, một trong những cái công nghệ đánh bài bịp đỉnh cao.
Xin chào tất cả các anh em, thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đây được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Máy tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy đánh bài CVK được ngụy trang trên nền một chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy đánh bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn đấy. Đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có bạn các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam. Ngoài Bắc có chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã bật cái báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt là báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 đây. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là nó báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài, tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam gọi binh sáu lá. Đây. Đặt là báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá nào trong miền Nam chưa chia là chia sáu lá.
đấy. Để tôi sẽ cho các bạn xem này, đây bài 1, 2, 3 máy báo ạ, 3 này, đây là nhà đúng nhất này, đấy, đây là 9 năm, đấy, chia là xếp này là 9 năm, đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn, đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK 9 chậm, tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá, con CVK 900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 đây. Là lớn nhất. Những nhà này không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK 900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK 680. Đây, đây là con máy đánh bài CVK 680S. Đấy, test cho các bạn luôn môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Ba, mày báo 3 4 người chơi. Đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng 100% luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này. Đấy, tăng lên 5 người chơi này.